Chap 316, người trên vạn người, lúc này bên phía ngoại ô ở khu vực nào đó. Ngươi thật to gan, ta là thiếu chủ của Vọng Nguyệt Tông, nam nhân của Bạch Hoàng. Dịch Phong gặp thêm thèn đệ quỷ đế, ngươi dám bắt ta sao? À hé, vậy tốt quá rồi, người mà ta muốn bắt chính là nam nhân của Bạch Hoàng ngươi đó. Nếu đã như vậy thì đừng trách ta nha, trước đó là do quá đột ngột nên ta không kịp phản ứng, ngươi thật sự nghĩ ta không có sức đánh trả hả? Ngươi chuẩn bị chịu chết đi, ôi cha, không hổ là người của thánh nhân, quả thật có chút bản lĩnh. Thế nhưng chỉ sau một phút, dây thừng trên lưng của hắn điếu có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy hắn ta ngoan cố vận công thêm một lần nữa. Thế nhưng sau thêm một phút nữa vẫn điếu có gì xảy ra nữa hết, sao lại như vậy? Hoàn toàn không sử dụng được lực lượng. Được rồi, bớt nói nhảm đi, ta và Bạch Hoàng có đại thủ không giết không thôi. Bây giờ ngươi lập tức gọi nàng ta tới đây, nếu không ta luyện ngươi thành gậy người nha. Lời vừa thốt ra đã thấy hắn ta toát hết cả mồ hôi hột, hắn làm thiệt kìa trời ơi. Chấm chấm hu hu, đại ca, ta không biết tung tích của Bạch Hoàng thì làm sao gọi nàng ta tới đây được đây. Thế nhưng Dịch Phong vẫn khè con dao thái vào người của Hứa Khai Hàn. Hu hu, má ơi, sắp chết rồi, sắp chết thật rồi. Đại nhân, ta căn bản không quen biết Bạch Hoàng, lời đồn về nam nhân của Bạch Hoàng đều do ta bịa ra. Thế nhưng nhận lại chỉ là vài ba cái tát vào mỏ cu cậu, ngươi nghĩ ta ngu hả? Cả cửu giới đều biết ngươi là nam nhân của nàng ta, còn có thể giả sao? Ta khuyên ngươi nói thật đi, ta và Bạch Hoàng là kẻ thù sống chết, nếu không thể giết nàng, ta cũng phải khiến tất cả người bên cạnh nàng bồi tán. Hu hu, đại nhân tha mạng, không cần ép cung ta sẽ nói hết, nhưng ta thật sự không biết, ta thật sự không quen biết Bạch Hoàng. Được thôi, không ngờ ngươi còn khá si tình như vậy, vậy thì đừng trách ta nha. Chúng ta bắt đầu từ chỗ này trước, xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào đây. Đậu mé báo ứng, đây là báo ứng, bịa chuyện quá thiệt luôn, hắn căn bản không tin lời nói thiệt. Nếu ngươi động vào ta, cha ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, cha ta là tông chủ của Vọng Nguyệt Tông, thực lực của cha ta gần tới bán thánh, nếu ngươi dám động vào ta, cha ta nhất định sẽ giết ngươi. Hè hè, dừng rồi sao, hắn bị dọa sợ rồi ư? Hè hè hè, thì ra là vậy, ngươi nói sớm từ đầu luôn đi. Hu hu, càng dọa người hơn rồi. Đây là ngọc giản trong nhẫn chữ vật của ngươi, cho ngươi một cơ hội, bây giờ gọi cha ngươi tới cứu ngươi đi. Hứa Khai Hàn nghe xong là biết tình huống không đúng, hắn không phải nên bị dọa rồi cầu xin sau đó thả mình đi sao? Ta nói gọi cha ngươi tới đi. Hu hu, cha ơi, cha cứu con với, nếu cha còn không tới thì con trai của cha sẽ chết đó. Hu hu ha ha, phối hợp sớm không phải sẽ không có chuyện gì rồi hay sao? Đúng đúng, cha ơi, cha mau tới đi, ở đây có ma quỷ. Nói xong lại thấy vài tia rông sét nổi trên bầu trời, kèm theo bên trong là tiếng của thằng cha Hứa Khai Hàn, thằng nào dám làm tổn thương con trai của ta. Tới khá nhanh nha, cha của ta tới rồi, ngày chết của ngươi tới rồi. Thế nhưng còn chưa gáy xong thêm vài ba câu, cu cậu đã bị Dịch Phong tóm cổ vào người, là ta muốn giết con trai của ngươi, ngươi còn ra tay thì ta sẽ xé xác của hắn. Hu hu, cha cứu con với, tiểu tử ngươi đang muốn chết, ngươi vừa đang nói là cha của Hứa Khai Hàn tên Hứa Tiên Tri. Phong thái này, khí thế này, hiệu quả uy thế đạt tới đỉnh cao, rất giống cao thủ tuyệt thế trong tiểu thuyết kiếp trước. Lần tìm chết này có hy vọng rồi, ta muốn chết đó, ngươi có thể làm gì được ta chứ? Lời vừa thốt ra khỏi miệng Dịch Phong, đã thấy tên Hứa Tiên Tri đánh xuống một quyền bàn tay khổng lồ, vậy thì ngươi chết cho ta. Chỉ thấy trên miệng Dịch Phong vẫn còn nở ra nụ cười, thời khắc này cuối cùng cũng tới, tới đi cuộc đời mới của ta. Thế nhưng giây sau lại điếu thấy có chuyện gì xảy ra, làm cho thằng Hứa Dịch Phong đứng hình ngạn vạn câu hỏi. Hứa Tiên Tri ngơ ngác không thôi, có chuyện gì vậy? Hắn tránh được rồi sao? Tránh được một lần, xem ngươi làm sao tránh được lần này đây. Thế nhưng giây sau tuyệt chiêu mà hắn bung ra cũng điếu si nhê gì mấy. Đậu mé cái gì, chuyện này sao có thể chứ? Pháp kỹ mạnh nhất đời này của mình vậy mà hoàn toàn không có tác dụng sao? Người này lẽ nào là bán thánh sao? Chỉ có vậy thôi hả? Khí thế mạnh mẽ như vậy còn tưởng ngươi rất siêu chứ? Vừa nói Dịch Phong thuận tay phẩy một cái, đúng là đã lãng phí tình cảm của lão tử rồi. Tiếp đó lại thấy cơn lốc to đùng xuất hiện trước mặt của Hứa Tiên Tri, á đù, gặp phải quái vật rồi. Tiếp theo thời gian thấm thoát trôi qua, một lúc lâu sau, hai cha con cũng đã bị thèn Dịch Phong bón hành ra bã. Nói đi, Bạch Hoàng đang ở đâu? Cha mau nghĩ cách đi, cha có cách gì chứ? Cho dù chúng ta xin Bạch Hoàng giúp đỡ, nàng ta chắc chắn cũng không tới. Vậy hôm nay cứ để hai cha con chúng ta chết trong tay tên điên này hả? Cha muốn phản kháng nhưng cha quýnh không lại. Đậu mé hai thành cờ hó, sự nhẫn nại của ta có hạn, các ngươi mau gọi Bạch Hoàng tới đây, nếu không bây giờ ta giết các ngươi. Anh hùng xin tha mạng, ta thật sự không quen biết Bạch Hoàng này, là thằng khỉ tiểu tử này. Vậy mà có thánh khí sao, lẽ nào hắn không phải bán thánh mà là thánh nhân hả? Bây giờ ta gọi Bạch Hoàng là con dâu của ta, nàng ta sẽ tới xin tiền bối đừng ra tay. Cha có muốn nghe xem cha đang nói cái gì không? Đậu mé thành con nhà ngươi còn không nín cái mỏ lại dùm ta cái. Bây giờ ổn định hắn trước rồi tính, chúng ta đấu không lại người này đâu. Được, được rồi, vậy thì còn tạm, ngươi mau gọi Bạch Hoàng tới đây đi. Được được, chờ xíu, alo alo. Tuy biết Bạch Hoàng chắc chắn sẽ không nhận được tin tức này, cho dù nhận được cũng sẽ không vì hai người không quen biết như chúng ta mà tới đây. Nhưng tốt xấu gì cũng lừa được tên điên này trước, sau đó nghĩ cách chạy trốn sau.
đã kết thúc tập 316 của bộ truyện tranh Người Trên Vạn Người rồi. Các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ đừng quên để lại bình luận bên dưới hoặc cho tiểu muội một like, một subscribe kênh. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.